Võ Thanh Hòa nói gì về diễn xuất của Hoa hậu Thùy Tiên trong Linh Miêu? Linh Miêu, Quỷ Nhập Tràng do Lưu Thành Luân đạo diễn, Võ Thanh Hòa và Mai Bảo Ngọc làm nhà sản xuất. Phim chính thức công chiếu vào ngày 19 tháng 11 với sự góp mặt của các diễn viên Hồng Đào, Thiên An, Hoa hậu Thùy Tiên. Linh Miêu, Quỷ Nhập Tràng nhận về những ý kiến trái chiều từ phía khán giả về mặt nội dung và diễn xuất của dàn diễn viên trong phim. Chia sẻ về vấn đề này, nhà sản xuất Võ Thanh Hòa cho biết một số khán giả đánh giá cao phim có nội dung tròn trịa, thông điệp rõ ràng và đặc biệt là phần kết thúc được xử lý ổn thỏa. Tuy nhiên, với khán giả yêu thích dòng phim kinh dị, họ sẽ cảm thấy phim chưa đủ sức tạo cảm giác sợ hãi hay thiếu các yếu tố jumpscare, hù dọa. Nhìn chung, nếu xét về mặt nội dung, phim phù hợp với số đông, nhưng những fan kinh dị khó tính mong đợi một trải nghiệm mạnh mẽ và đột phá hơn. Linh Miêu, Quỷ Nhập Tràng là dự án thuộc series phim linh dị của bộ đôi Võ Thanh Hòa, Mai Bảo Ngọc. Võ Thanh Hòa cho biết hiện nay khán giả ngày càng có gu xem phim cao hơn. Đặc biệt, sau thời gian dịch Covid-19, họ có cơ hội tiếp xúc với nhiều bộ phim chất lượng trên nền tảng trực tuyến mang tầm quốc tế. Các dự án trên đó thường có kinh phí lớn. Thậm chí chỉ một tập phim thôi cũng đã vượt qua kinh phí của một bộ phim điện ảnh nước ta. Vì vậy để so sánh về chất lượng, chúng ta không thể lấy trứng chọi đá. Tuy nhiên, phim Việt vẫn có những lợi thế riêng. Điều quan trọng là liệu chúng ta có biết tận dụng những lợi thế đó để tiếp tục phát triển hay không, anh chia sẻ. Sự xuất hiện của Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 là một điểm đặc biệt trong bộ phim khi nàng hậu lần đầu đến với diễn xuất. Võ Thanh Hòa cùng Mai Bảo Ngọc đã có những lời khen có cánh cho sự nghiêm túc của cô trong quá trình thực hiện bộ phim. Sau khi thử vai xong thì Hòa mới ngồi lại với Tiên và ekip. Nếu thực sự Thùy Tiên muốn làm thì nên dành thời gian để làm một cách tập trung và đàng hoàng. Nhìn vào lịch trình dày đặc của Thùy Tiên ai cũng choáng. Rõ ràng bạn đã rất cố gắng. Trong 2 tháng rưỡi tiền kỳ là thời gian Tiên phải học nói tiếng Huế, điệu bộ, diễn xuất, đài tư. Hơn 35 ngày ở Huế, Tiên gần như có mặt hết trong tất cả buổi quay, Võ Thanh Hòa chia sẻ. Trong quá trình thực hiện những cảnh hành động thì sẽ có trầy xước, nguy hiểm nhưng Tiên đều rất cố gắng để hoàn thành. Anh nghĩ trong tương lai chúng ta không chỉ có một Hoa hậu Thùy Tiên mà còn có một diễn viên Thùy Tiên, Võ Thanh Hòa cho biết. Lần đầu được thử sức ở vai trò mới, Thùy Tiên không ngần ngại nhận góp ý từ những diễn viên khác như cô Hồng Đào, Văn Anh. Mình không tin được là một nghệ sĩ lớn và một hoa hậu quốc tế có thể tới dự đám giỗ ở một gia đình bình thường không hề quen biết để lắng nghe mọi người. Mình rất là quý tinh thần đó của hai người, nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc chia sẻ thêm. Nhận xét về tình hình doanh thu phim Việt hiện nay, Võ Thanh Hòa chia sẻ rằng ở Việt Nam không còn nhiều những dự án điện ảnh thu về mức tầm trung đủ huề vốn. Chúng ta ít thấy những phim thu về 40, 60 tỷ đồng nữa. Trước đây một năm sẽ có rất nhiều phim điện ảnh rơi vào khoản doanh thu đó. Bây giờ hoặc là rất ít, hoặc là sẽ rất cao. Nếu dưới 5 tỷ đồng, hầu như nhà sản xuất mất trắng vì còn chi phí cho nhà rạp, PR, marketing. Dưới 10 tỷ đồng thì lấy lại được một chút ít, còn phim dưới 20 tỷ đồng thì lỗ. Phim Việt hoặc lỗ nhiều, hoặc bật lên hẳn luôn 80, 100 tỷ, hay vài trăm tỷ đồng. Cá nhân tôi thấy dù dùng nhiều tiền để marketing phim thì cũng không bằng cách truyền miệng, người này thấy hay, khen để người khác cũng muốn ra rạp xem. Với Linh Miêu, Quỷ Nhập Tràng, Võ Thanh Hòa kỳ vọng phim sẽ thu về được kinh phí đầu tư, còn lại sẽ tùy thuộc vào độ tiếp cận của khán giả.